Ok, chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một cái dòng đẩy siêu phẩm bên em. Nó có chất âm thì cực kỳ hay và sáng. Đó là mã của nó là Audio này, mã B650 và A Audio B800. Có nghĩa là con này là 650W một kênh và con này là 800W một kênh. Được chưa ạ? Con này sử dụng nguồn 16 phân, được chưa? Để trước đo kia ba gang nhé. 17 phân, không phải 16 đâu, nó là 17 phân, hơn 17 phân một chút. Còn con này nó sử dụng nguồn 18 phân, cái thằng 650 nó sử dụng nguồn 17 phân và 800 sử dụng nguồn 18 phân. Kích thước của nó là size 2U như nhau, ok nhé. Còn số lượng sò thì con này sử dụng là 2, 4, 5, 5, 4, 20 sò. Và em này sử dụng là 4, 4, 4, 16. Con này sử dụng 16 sò. Các bác không nên quan tâm về sò làm gì để cho nó nhiều ra, được chưa? Quan tâm là sử dụng công nghệ mạch gì và mạch nó thiết kế như nào, đưa ra hiệu suất nó như thế nào và chất âm nó như nào thôi. Còn số lượng sò ấy, nó chỉ đánh giá là một phần của nó thôi. Tại vì nhá, một số cái công nghệ mạch ấy, nó chỉ sử dụng đến 40 đến 50% hiệu suất của con sò thôi. Nhưng mà một số công nghệ mạch ấy, nhưng mà nó sử dụng đến hiệu suất lên đến 100% công suất của con sò. Nhưng mà con sò đó không bị quá tải, không bị nóng. Ví dụ như các mạch class D, class TD thì hiệu suất nó sử dụng lên đến gần 100%, nó khoảng 95%, nhưng mà sò cực kỳ mát, được chưa? Đấy, vì cái điện áp đặt vào con sò nó rất thấp nên đưa ra hiệu suất, nhưng mà công nghệ mạch nó sản xuất hiệu suất nó cao, nhưng điện áp đưa vào nó thấp nên sò không bao giờ bị nóng. Đây, con này là 650W một kênh nhé các bác nhé. Đấy, mạch rất đẹp luôn nhé, khối nguồn khối rất đẹp luôn. Đây khối đầu ra nguồn này, thiết kế mạch dán rất đẹp, mạch dán đưa ra hiệu suất rất cao nhé các bác nhé. Này nó cũng thế, con này sử dụng tụ nó cao hơn. Đấy, em xem tụ nó bao nhiêu vôn này. Con này là tụ là 10.000 mi và 80 V. Con này là 63 V. Con 650 và con 800 này là 80 V. Đó. Công suất của nó là 800W một kênh nhá. Con này thì em bao cho các bác đánh 2 cặp 25 này. 2 cặp 25. Đánh 2 cặp 30 thì cũng được thôi. Đánh ở chế độ 4 ôm đánh cũng được, không sao, nhưng mà đánh không hết được công suất của loa. Được chưa? Con 800 này thì bao cho các bác đánh 2 cặp 30 côn 100, đánh thoải mái hết công suất của loa. Được. Con này thì đánh 1 cặp 40 giá rất hợp lý. Thôi, em nói luôn giá nhá. Con này là 3 triệu 500 nghìn này, một em này, và con này là 4 triệu 500 nghìn. Ok chưa? 650 là 3 triệu rưỡi và 800 là 4 triệu rưỡi. Đây. Bây giờ hiện tại là em đang cắm thử một con 800W nhé. Đây là cắm trực tiếp này, các bác nhìn cắm trực tiếp từ máy tính nhé, không qua vang đây, và mấy mic này không qua vang. Test một đôi loa kinh hàng của Italia, công nghệ của Italia thôi, và BOB Alpha BOB đây chương này. Con này là công nghệ của Tây Ban Nha. Ok chưa, để cho nó hết quảng cáo em tắt quảng cáo đi một chút nhé. Tạo lại YouTube này quảng cáo quá. Rồi em bật lên cho qua nha. Mùa xuân đến với tôi. Một chút nhưng mà loa nó kêu to. Giờ này còn núi trôi, xin tôi xin đứa trôi. Mà xuân có gì xuân lá, xuân
bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại 0398192198 nhé, em ship hàng. Giá này là anh em có, nếu mà anh em gọi điện trực tiếp thì sẽ có giá rất hữu nghị cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn nhé.